Kính thưa quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin một nước cờ của Nguyễn Tân Dũng 8 năm sau Nguyễn Phú Trọng mới giải nổi. Cả bàn cờ thì ông Nguyễn Phú Trọng đã thắng. Tuy nhiên, dù thua cuộc, ông Nguyễn Tân Dũng cũng đi một nước cờ tưởng như đơn giản nhưng phải mất 8 năm ròng rã. Bằng đủ mọi cách thì vào ngày 31 tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng mới giải xong. Câu chuyện bắt đầu từ cách đây 9 năm, khi ấy ông Nguyễn Phú Trọng còn đang ở cửa dưới. Tuy nhiên, ông tham vọng rất lớn. Chính vì vậy mà ông vận động Bộ Chính trị ủng hộ ông kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 diễn ra giữa tháng 10 năm 2012. Kết quả không thể lột được chức Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Phú Trọng phải đọc bài diễn văn bế mạc tại hội nghị trong nước mắt vì kế hoạch thất bại. Nước cờ này ông Trọng đã thua. Tuy nhiên, với ông Trọng thì thua một nước cờ không có nghĩa là thua cả ván. Vì vậy mà ông vẫn vận động Bộ Chính trị chuyển chức trưởng ban Trung ương về phòng chống tham nhũng về tay để ông nắm. Kết quả là ngày 1 tháng 2 năm 2013, Bộ Chính trị ban hành quyết định số 162/QĐ-TV chuyển Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng từ tay ông Nguyễn Tấn Dũng sang tay ông Nguyễn Phú Trọng. Nước cờ này ông Trọng đã thắng. Biết là phe ông Nguyễn Tấn Dũng có binh đông tướng mạnh, nếu không lập thêm ban bệ, tuyển thêm đệ tử thì ông khó mà có được chiến thắng trước ông Dũng. Thế là đầu năm 2013, ông Trọng cho lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó bố trí Vương Đình Huệ về nắm Ban Kinh tế và bố trí ông Nguyễn Bá Thanh về làm trưởng Ban Nội chính Trung ương. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng hai tay chơi cờ cự phách. Tiếp theo là vào kỳ hội nghị Trung ương thứ 7 của Trung ương Đảng khóa 11 diễn ra vào giữa tháng 5 năm 2013 thì ông Trọng tính đưa ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị. Thế nhưng ý đồ này bị ông Nguyễn Tấn Dũng chặn đứng. Ông Dũng đã loại Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ trước cửa thiên đường. Thay vào đó, ông Dũng cướp lấy hai suất ủy viên Bộ Chính trị đó và trao cho người phe mình. Đó là bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Nguyễn Thiện Nhân. Đây là một nước cờ mà Nguyễn Phú Trọng đã thua chua chát trước ông Nguyễn Tấn Dũng. Và sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh đã nhiễm bệnh lạ và qua đời, bỏ lại Ban Nội chính tồn tại như một cái xác không hồn, vì đó lại là một lần thua nữa của ông Nguyễn Phú Trọng trước ông Nguyễn Tấn Dũng. Và câu hỏi đặt ra là nước cờ Nguyễn Thị Kim Ngân có phải là nước cờ hay nhất của ông Nguyễn Tấn Dũng hay không? Phe miền Nam lúc đó có hai nhóm mạnh là nhóm Lê Thanh Hải cát cứ tại Sài Gòn và nhóm Nguyễn Tấn Dũng khuynh đảo ở Trung ương. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thuộc nhóm lợi ích miền Nam nhưng làm việc ở Trung ương nên bà chỉ có thể đầu quan cho phe bà Dũng. Trước bà Ngân thì chỉ có bà Tòng Thị Phóng là vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, bà Phóng thì cho thấy năng lực có hạn và các phe đấu đá nhau không chuộng bà cho lắm. Còn bà Ngân nhờ theo phe bà Dũng mà được vào Bộ Chính trị bầu bổ sung giữa nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh vào năm 2013, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị. Nói về việc bà Ngân vào Bộ Chính trị là nước cờ của ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng về vị trí con cờ thì chính bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã chiếm mất vị trí của Vương Đình Huệ. Ông Vương Đình Huệ là con cờ cho Nguyễn Phú Trọng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân là con cờ cho Nguyễn Tấn Dũng, và bà Ngân đã thắng. Sau nước cờ thất bại đó, ông Vương Đình Huệ rút về Ban Kinh tế Trung ương, ngồi im lìm, không dám động tĩnh gì. Bởi ông Huệ biết nếu hung hăng xung phong thì sẽ đụng ngay cú phản đòn của bà Dũng thì mất hết sự nghiệp chính trị. Và Vương Đình Huệ cũng đã đúng khi mà người cùng ông làm con cờ cho ông Trọng là ông Nguyễn Bá Thanh đã phải mất mạng đột ngột. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Phó Chủ tịch Quốc hội vào năm 2011 sau bà Tòng Thị Phóng. Bà Tòng Thị Phóng là người được ông Nông Đức Mạnh giới thiệu vào Bộ Chính trị và bà đã trúng cử vào cơ quan này vào năm 2011. Và sau đó làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đến năm 2013, bà Ngân mới vào Bộ Chính trị. Lúc đó, Quốc hội có hai Phó Chủ tịch là Ủy viên Bộ Chính trị, đó là bà Phóng và bà Ngân. Tuy nhiên, dù là Phó Chủ tịch Thường trực thì thế của bà Phóng không bằng thế của bà Ngân, vì bà Ngân được ông Nguyễn Tấn Dũng hậu thuẫn. Và điều dở của ông Nguyễn Phú Trọng là không chịu hỗ trợ bà Tòng Thị Phóng để bà ngăn cản bà Ngân, nên đây có thể nói là một sai sót khó chấp nhận của ông Nguyễn Phú Trọng.
bà Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn tiến dù ông Nguyễn Tấn Dũng mất quyền lực. Cái may mắn của bà Ngân là người ủng hộ mình vừa đi một nước cờ hay trước khi mất quyền lực. Thỏa thuận trước khi rút lui đã đưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào tứ trụ. Bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất cho đến nay nắm được một ghế trong tứ trụ tại Việt Nam. Tuy nhiên, cái may của bà Ngân là ông Dũng thỏa thuận không chỉ đưa bà vào mà còn đưa Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải. Chính nhờ hai người này mà bà Ngân được yên ổn ngồi chiếc ghế chủ tịch Quốc hội đến hết nhiệm kỳ của mình. Dường như chặt vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trọng chỉ chú ý đến các đấng mày râu, chứ ông Trọng không chú ý phụ nữ. Vì đơn giản, ông Trọng ngán ngại các đấng mày râu hơn là phụ nữ như bà Ngân. Và suốt 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2021, ông Trọng chú ý vào Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải mà đánh. Để đánh ngã hai người này thì ông Trọng đã mất 5 năm ròng rã. Và nhờ đó, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã an toàn ngồi ghế chủ tịch Quốc hội. Đây hình ảnh Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải đã đỡ đạn cho bà Ngân. Trong 4 chiếc ghế tứ trụ, người ta xếp thứ tự là số 1 là Tổng Bí Thư, số 2 là Chủ tịch nước, số 3 là Thủ tướng và số 4 là Chủ tịch Quốc hội. Tuy trên danh nghĩa như thế, nhưng thực chất phải là số 1 là Tổng Bí Thư, số 2 là Thủ tướng, số 3 là Chủ tịch Quốc hội, vì chức này có triển vọng lên Tổng Bí Thư, chứ chức Chủ tịch nước là không lên được nữa mà chỉ có thể về vườn. Và cuối cùng là chức Chủ tịch nước. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội là cao nhất, rất khó lên cao hơn được. Vì phần bà là phụ nữ, phần vì thế lực ủng hộ bà đã không còn thực quyền nữa. Vì vậy, ông Vương Đình Huệ sau khi thất bại trước Phạm Minh Chính thì ông lại muốn đoạt cái ghế Chủ tịch Quốc hội hơn chiếc ghế Chủ tịch nước. Vì ngồi ghế này, ông Huệ hoàn toàn có cơ hội để thực hiện ước mơ Nhưng Lúc Đức Mạnh hay ông Nguyễn Phú Trọng là lên chức Tổng Bí Thư từ vị trí Chủ tịch Quốc hội. Và muốn dạt vào chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ phải đợi đến khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân hết nhiệm kỳ, ông mới thay thế được. Hóa giải nước cờ sau 8 năm, nhưng sau trời chưa kết thúc. Từ khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân loại Vương Đình Huệ khỏi Bộ Chính trị năm 2013, cho đến khi ông Huệ thay bà Ngân lấy chức Chủ tịch Quốc hội, thì thời gian là 8 năm. Phải mất 8 năm với nhiều ẩn dật, chờ thời ở Ban Kinh tế Trung ương thì thầy trò Nguyễn Tấn Dũng và Vương Đình Huệ mới hóa giải cho được. Như vậy, ba nước cờ chính mà ông Nguyễn Tấn Dũng đi là nước cờ Đinh La Thăng bị ông Dũng hóa giải năm 2017, sau đó hơn một năm. Nước cờ Hoàng Trung Hải bị ông Nguyễn Phú Trọng hóa giải sau 4 năm và nước cờ Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trọng hóa giải tiếp sau 8 năm ròng rã và kết thúc ba nước cờ mà ông Dũng đã đi trước khi rời chiếc ghế quyền lực. Tuy nhiên, sau khi ông Trọng và ông Huệ loại bỏ bà Ngân khỏi chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội, tức là nước cờ cuối cùng đã bị hóa giải, thì liệu rằng ván cờ giữa hai đối thủ truyền kiếp đã kết thúc chưa hay vẫn đang còn tiếp tục? Đây là hình ảnh nước cờ được hóa giải sau 8 năm. Có thể nói cuộc chiến giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa kết thúc. Vì sao như vậy? Vì trước khi tàn cờ cuối cùng, thì ông Dũng đã đi nước cờ mới. Lần này không phải dùng thuộc hạ làm con cờ, mà ông dùng chính con trai của mình, Nguyễn Thành Nghị. Không biết ông Trọng có thấy bài học 8 năm mới giải một nước cờ của ông Dũng hay không? Nếu ông mà lơ là để 8 năm sau mới loại được Nguyễn Thành Nghị, thì e lúc đó Nguyễn Thành Nghị đã ngồi chiếm trệ trên một trong 4 chiếc ghế của tứ trụ mất rồi. Và lúc đó kẻ chiến thắng lại là ông Nguyễn Tấn Dũng, chứ không phải là ông Nguyễn Phú Trọng nữa. Vì sao như vậy? Vì hiện nay có một nước mà Nguyễn Phú Trọng đang ở thế thua đối với ông Dũng, đó là phần con cái. Con cái của ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn vô danh, trong khi đó khả năng rất cao là Nguyễn Thành Nghị sẽ nắm chức Phó Thủ tướng vào thời gian tới. Ông Trọng biết Nguyễn Thành Nghị là nước cờ sống còn của ông Nguyễn Tấn Dũng và ông đã 5 lần 7 lượt ra tay chặn nhưng chưa thành. Không biết 5 năm tới liệu rằng ông Trọng có loại được Nguyễn Thành Nghị ra hay không? Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin ông Trịnh Văn Quyết FEC bị bắt có phải vì thao túng thị trường chứng khoán hay không. Sau 2 ngày dư luận ồn ào đồn đoán, báo chí nhà nước kẻ đấm người xoa chuyện tạm hoãn xuất cảnh khởi tố, thị trường chứng khoán đã rung lắc, cổ phiếu của FEC nằm sàn la liệt.
Chiều ngày 29 tháng 3, báo chí đồng loạt đưa tin theo Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tập đoàn FEC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Tác giả Gió Bấc đã có bài trình bình bày trên Đài Tiếng Nói RFA với tựa đề Ông Trịnh Văn Quyết, FEC bị bắt có phải vì thao túng thị trường chứng khoán hay không? Đây là hình ảnh Chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết. Cũng như rất nhiều đại gia khác của Việt Nam hiện nay, con đường làm giàu của ông Quyết khởi đầu và kết tụ từ đất đai, mồ hôi, nước mắt và số phận bi thảm khốn cùng của hàng vạn người dân Việt Nam rơi vào vùng dự án là bao tài nguyên môi sinh bị tàn phá để xây nên những resort, khu vui chơi, giải trí, du lịch. Trong nền hành chính nổi tiếng chỉ trệ và tham nhũng, những dự án thần tốc của ông Quyết chắc hẳn phải tiêu tốn hàng núi tiền để bôi trơn. Cao tay hơn những đại gia khác, ông Quyết học luật, từng là luật sư nên còn có thêu chiêu trò lách luật, xé luật để làm giàu trong lĩnh vực tài chính. Thâu tóm các doanh nghiệp có chút tiếng tăm, đánh bóng thương hiệu, dùng thủ thuật tài chính, nâng giá khống lên cả chục lần, rồi sang bán, sát nhập. Việc bán chui cổ phiếu, thao túng thị trường, ông đã từng làm và từng bị đổ bể vào năm 2017, nhưng chỉ bị phạt nhẹ nhàng trên 100 triệu đồng do và chiếm đoạt ngon ơ hàng 100 tỷ đồng. Việc ông Quyết bị bắt giam làm nhiều người mừng rỡ, hy vọng vụ này sẽ là án lệ, án mẫu để làm trong sạch thị trường chứng khoán, xóa bỏ tình trạng thao túng tiêu cực. Có người còn ca ngợi sức mạnh của lò, củi tươi chừng mấy còn cháy được thì lo gì tham nhũng. Tuy nhiên, cũng có một số thông tin, sự kiện ban đầu cho thấy việc khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết không vì làm thị trường chứng khoán lành mạnh mà vì động cơ khác. Tội danh thao túng chứng khoán chỉ là một cái cớ. Đây là hình ảnh cảnh sát thu giữ các tài liệu vật dụng liên quan tới sai phạm của ông Trịnh Văn Quyết. Việc ông Quyết bán chui 75 triệu cổ phiếu bị đổ bể từ tháng 3 năm trước, vào ngày 18 tháng 1, Ủy ban chứng khoán đã xử phạt mức khung vi phạm với số tiền là 1,5 tỷ đồng, buộc phong tỏa cổ phiếu 5 tháng trước đó đã vô hiệu hóa giao dịch, buộc hoàn trả lại tiền cho người mua. Ông Quyết đã mau mắn, ngoan ngoãn chấp hành. Theo luật tố tụng hình sự, nếu muốn khởi tố vụ án hành vi đã bị xử lý phạt hành chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt trước đây và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra. Thế nhưng trên thực tế, hệ thống truyền thông nhà nước Việt Nam không hề có thông tin nào về việc hủy bỏ này. Ngược lại, mới đây vào ngày 25 tháng 3, Ủy ban chứng khoán nhà nước lại tiếp tục ông Trịnh Văn Quyết phải trả khóa tiền phạt 500 triệu đồng về hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố. Với việc xử phạt như vậy, Ủy ban chứng khoán nhà nước vẫn đang xác nhận vi phạm của ông Quyết trong hoạt động chứng khoán vẫn còn nằm trong mức vi phạm hành chính. Hơn thế nữa, cách khởi tố và thời điểm khởi tố rất là nhạy cảm. Vậy ông Quyết bị bắt có phải vì thao túng thị trường chứng khoán như Bộ Công an đã công bố hay không là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 3, Facebook Trương Huy San đăng hình ảnh cận cảnh ông Quyết ngồi ăn mì tôm về mặt thất thần và viết status ngắn ngủi rằng mì tôm Nội Bài lúc này chưa quá tệ. Cụ tổng chủ lò đã ra phương châm ném chuột không được vỡ bình. Theo ý cụ là bắt tham nhũng không được làm hư hao cái đảng yêu quý. Lẽ ra cách bắt chuột chứng khoán, làm trong sạch nó cũng phải giữ cho cái bình chứng khoán đỡ sức mẻ. Từ thông tin của các Facebook, tín hiệu cho biết cú gọi hồn vào giữa đêm 27 tháng 3, cơn bão truyền thông dấy lên trên mạng xã hội, lan ra báo chí thành cuộc tranh luận lao xao, mãi nhau chí chóe ông Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh, bị tạm giam, chưa bị tạm giam, các thông tin cứ thế lẫn lộn. Thị trường chứng khoán bị rung lắc, cổ phiếu của FEC lại nằm sàn. Chưa ai biết được sau khi thông tin ông Quyết bị khởi tố, ra thị trường chứng khoán sẽ bốc hơi bao nhiêu ngàn tỷ đồng. Việc khởi tố bắt giam tội phạm mà đa số người dân đều biết, đều căm ghét là hết sức chính danh, lẽ ra phải được thông tin chính thức nhanh chóng, minh bạch và có một nhà nước pháp quyền đàng hoàng. Nhưng không rõ vì sao lại được công bố rò rỉ, từ từ và hết sức mù mờ suốt 2 ngày.
Đầu tiên vào lúc 21:30 ngày 27 tháng 3, Facebook Trương Huy Sang đăng cận cảnh ông Quyết ngồi ăn mì tôm, vẻ mặt thất thần và status ngắn ngủi mì tôm Nội Bài lúc này chưa quá tệ. Cùng thời điểm ấy, Facebook của nhà báo Phạm Việt Thắng cũng đăng một status trên nền đen rằng ai lũng đoạn thị trường chứng khoán cũng cần phải hình dung luật. Ngoài quyển sách Bên Thắng Cuộc, ông Trương Huy Sang nổi tiếng là cây bút dự báo chính xác những vụ bắt bớ bí ẩn tầm cỡ của cung đình, từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Trần Bắc Hà, vân vân. Tương tự, Phạm Việt Thắng cũng nhiều lần dự báo chuông gọi hồn ai. Khi hai con cú gọi hồn Song Kiếm Hợp Bích vào anh Quyết thì lập tức cộng đồng náo động. Ngày 28 tháng 3, các cổ phiếu có nguồn gốc FEC rớt giá thê thảm và bị bán ra ồ ạt. Đây là hình ảnh thông báo của Bộ Công an Việt Nam về việc bắt giữ ông Trịnh Văn Quyết. Báo Thanh Niên đã đưa thông tin lấp lửng rằng thực hư chuyện tỷ phú Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FEC bị tạm hoãn xuất cảnh. Báo dẫn lời một lãnh đạo cơ quan điều tra của Bộ Công an cho biết thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam là thất thiệt, không chính xác. Cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng đã cử người xác minh, truy tìm thông tin, cho rằng cơ quan này đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông chuyện Trịnh Văn Quyết. Dư luận bàn tán càng ầm ĩ, báo táp với cổ phiếu chứng khoán càng tăng nhiệt. Trưa ngày 29 tháng 3 năm 2022, tờ báo Việt Nam Express đưa tin cổ phiếu FEC vẫn trắng bảng bên mua. Trước đó, chốt phiên 28 tháng 3, nhóm FEC là tâm điểm chú ý khi giữ trạng thái trắng bảng bên mua và khối lượng dư bán giá sàn của nhóm này đến cuối phiên xấp xỉ đến 140 triệu cổ phiếu.